Vào lúc 3 giờ 30 phút sáng nay, tại địa phận thôn Long Giang, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị phát hiện và bắt giữ đối tượng Hồ Thái Tú, trú ở khóm Ca Tăng, thị trấn La Bảo, đang vận chuyển trái phép khoảng 50 kg pháo nổ. Trước đó, lúc 21 giờ 30 phút ngày 28 tháng 12, tại khu vực khóm Trung 9, thị trấn La Bảo, lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Trị cũng đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Song Nương, trú ở khóm An Hà, thị trấn La Bảo, vận chuyển trái phép 20 hộp pháo nổ mua từ khu vực biên giới về nhà để bán kiếm lời.